Kính thưa quý vị khán giả, theo Cục Kiểm Lâm, suốt dọc miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đều có cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp 5, tức là cấp nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm. Để bảo vệ rừng, Cục Kiểm Lâm khuyến cáo bà con không đốt thực bì, dùng lửa trong và gần rừng. Mà dự báo nắng nóng ở khu vực này còn kéo dài đến cuối tuần. Nóng nhất là khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có nơi nhiệt độ trên 39 độ. Độ ẩm cũng rất thấp, chỉ từ 45 đến 50%, càng gia tăng thêm nguy cơ cháy rừng. Bắc Bộ, nắng nóng gay gắt cũng xảy ra ở Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, với mức nhiệt là 37, 38 độ. Các thành phố còn lại phổ biến 35, 36 độ, độ ẩm cũng thấp dưới 60%. Còn bây giờ, xin chuyển sang các thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội đêm và sáng là khoảng thời gian mát nhất trong ngày, 27 độ. Sang ngày mai trời nắng, nhiệt độ tăng lên 37 độ, thời tiết nắng nóng gay gắt. Thành phố Nha Trang không nằm trong vùng nắng nóng của Trung Bộ, đêm nay trời mát 27 độ. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo đêm nay mưa vài nơi, sáng sớm trời mát 26 độ. Nắng nóng vào trưa mai 34 độ, chiều tối mưa dông thoáng qua.